Là Nhi. Nó là một đứa bé nhạy cảm. Nó biết ai là người yêu thương nó. Nói thẳng ra là mẹ của Lan Nhi chưa bao giờ cho nó cảm giác là nó được yêu thương thật lòng. Cô ấy là một người mẹ hơi vô trách nhiệm. Cô ấy nghĩ rằng việc sinh Lan Nhi ra làm cô ấy xấu đi, mất dáng. Cô ấy thường xuyên bỏ quên con bé, khiến con bé khóc khản cổ giữa siêu thị, đợi đến tối mịt ở trường và bị bỏ đói. Đó chính là nguyên nhân mà Lan Nhi rất sợ sống với mẹ. Tôi có một lời đề nghị với cô. Đương nhiên là cô có thể từ chối, vì tôi biết lời đề nghị này rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Nhưng tôi rất mong muốn là cô có thể hỗ trợ. Chị nói đi. Tôi cũng từng bị ông Khiêm quấy rối. Trong buổi xô xát hôm đó, ông ta đã có ý định cưỡng bức tôi. Đây chính là một nội dung để tố cáo, và chắc chắn là ông ta sẽ phủ nhận. Thế nên tôi nghĩ rằng nếu như có thêm những nạn nhân khác của ông Khiêm đứng ra làm chứng thì lời nói của tôi sẽ đáng tin hơn. Cô có thể đứng ra làm chứng không? À, ôi, cái tin này hot cực. Làm sao? Cô giáo Nguyệt vừa mới ly hôn đấy. Thì làm sao? Chẳng sao cả. Nhưng mà cô muốn nói bố cái này này. Nếu như mà bây giờ ấy, bố thích cô giáo của con thì cũng sẽ không vi phạm pháp luật đâu. Nói cái gì vậy hả? So với mẹ con thì cô Nguyệt tốt hơn nhiều. Con thích cô Nguyệt, bố cũng thế còn gì. À, nào, đi đây. Để anh thay rồi. Không đùa lắm nhá. Ui, gãy tay rồi. Anh à, anh có sao không? Kẹp tay à? Gãy tay anh rồi. Đau không? Xem đi, đau lắm. Xem đi này. Thank you.